Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom đã tổ chức diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2020. Đây là năm thứ tư sự kiện này được tổ chức. Với chủ đề chính là Growth Hacking After COVID-19, diễn đàn năm nay là cơ hội để các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp thị trực tuyến có thể nắm bắt các giải pháp mới nhất phù hợp với từng thị trường và quy mô sản phẩm. Các diễn giả tại diễn đàn tiếp thị trực tuyến năm 2020 là những chuyên gia uy tín từ những tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và kinh doanh tiếp thị trực tuyến như Nissan, Vinalink, Google, Facebook. Diễn đàn năm nay có nhiều chủ đề mới, thu hút sự quan tâm của cộng đồng với những giải pháp cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vượt qua cơn khủng hoảng của đại dịch toàn cầu và nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh mới. Tại diễn đàn, các diễn giả và doanh nghiệp đã trao đổi thông tin, định hướng các giải pháp và cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, đồng thời góp phần mở rộng thị trường tiếp thị trực tuyến, nâng cao thị phần của doanh nghiệp trong nước.